Hello, thôi dẹp mẹ cái vụ hello đi, mời anh em đến với lại tiêu điểm của anh Sáu. Vô, đầu tiên thì chúng ta nói về insight trước đi. Insight của con này nó cũng khá là dài, nên là chúng ta sẽ cố gắng hiểu một cách đơn giản nhất. Ở insight 1, giới hạn Eureka cộng 1, có nghĩa thay vì có 5 thì cái con này nó sẽ có 6, đúng với lại cái tên của ổng. Tên 6 cho nên là có 6 Eureka. Rồi, option tiếp theo của cái I1 đó chính là khi mà kết thúc một cái hiệp ấy, mà đồng đội của mình có ba trạng thái búp này, ok gọi chung là búp đi, tại vì búp của mình nó cũng chỉ có ba trạng thái thôi, startup, boss và counter. Nếu một đồng đội có từ 4 trở lên nha mọi người, chứ không phải là 4 hay là ba đồng đội mà anh em cộng lại nó hơn 4 thì không tính nhé. Một người có từ 4 trở lên sẽ được cộng một Eureka, và khi mà mình đánh vào một cái kẻ địch có bất kỳ một cái trạng thái xấu nào trên người á, sát thương gây ra sẽ cộng 16%. Ok, cái này giống như column, có để búp là ông này đánh vô là sẽ tăng đam. Và cái nội tại mà cộng một Eureka này á, đa phần là chúng ta hay bị hụt ở cái round số 1, tại vì lúc đầu mình búp lên nó chưa đủ 4. Không sao cả, đó là vấn nạn chung thôi, đa phần là chúng ta đều bị hụt ở cái round số 1. Rồi, ở cái Insight 2, đam gây ra này nó cũng giống như đam gây ra ở phía trên 16% này, khi ra trận nó tăng thêm 8% nữa. Rồi, cái Insight 3 thì nó hơi khó hiểu một tí xíu, nhưng mà bây giờ sẽ giải thích đơn giản cho mọi người thôi. Cái Insight 3 này là trước khi mà mình sử dụng cái anti á, anh em có còn nhớ là cái anti của con Charlie không? Nó sẽ có cái trạng thái là xóa búp của địch, thì cái anti của anh Sáu trước khi mà anti thì nó sẽ debuff 2 phát, có nghĩa là debuff xong rồi thì nó mới anti. Còn cái nữa sau ấy là khi mà bắt đầu ấy, khi mà bắt đầu một cái hiệp ấy, thì nó sẽ lấy random cho đồng đội của mình mỗi người một búp random ở trong 6 cái búp ở dưới cái dưới này collection ở dưới đây đây, nó có 6 cái và random này á, random cho từng người. Ví dụ như chúng ta có bốn người ở trong team đi, thì mỗi đứa sẽ được một búp ngẫu nhiên ở trong này, và có thể là đứa này trùng đứa kia, hoặc có thể là đéo đứa nào trùng đứa nào cả. Rồi chúng ta sẽ nói sơ sơ qua về cái debuff cũng như là cái búp nhé. Đầu tiên là chúng ta có cái bộ debuff. Bộ debuff này chúng ta gồm có 6 cái tất cả. Rồi tương tự với búp chúng ta cũng có 6 cái, tổng tên 6 mà, cái gì cũng 6 hết đó em ạ. Rồi debuff đầu tiên chúng ta có là crit defense trừ 30%. Cái này là khi mà chúng ta crit thì sát thương gây ra sẽ tăng thêm 30%. Reality defense và mental defense này là giảm giáp thôi, và giảm mỗi loại là 20%, giảm khá là sâu anh em nhé. Blind với lại Big Aim này thì một cái là khi mà con boss nó đánh vô cái mục tiêu mà là một mục tiêu á, thường thì con boss nó sẽ có hai loại kỹ năng đúng không, một loại kỹ năng đánh đơn mục tiêu và một loại kỹ năng đánh đa mục tiêu, thì cái debuff này khi mà nó dùng cái thẻ đơn mục tiêu ấy thì đam của nó bị giảm 30%. Còn cái debuff bên này thì khi mà nó dùng cái thẻ đa mục tiêu, không biết là mấy mục tiêu kệ mẹ đó, thì nó sẽ bị giảm đi 30%. Cái debuff cuối cùng đó chính là gãy xương. Khi mà dính cái debuff này á, khi mà con boss nó bị đánh ấy, thì nó sẽ nhận thêm một cái lượng đam nó tương đương với lại là 20% ATK của cái người đánh, và cái đam này là Genesis đam nhé. Rồi tiếp theo chúng ta đến với lại cái collection of buff là nó có 6 cái luôn. Cái đầu tiên đó chính là xuyên giáp 20%. Cái thứ hai đó là tăng đam thẻ thường Incantation 15%. Số 3 đó là tăng Mental Death, và số 4 là tăng Reality Death, mỗi thứ 15%. Rồi Vitalize này thì hồi máu nha mọi người, nó có biểu tượng giống như trái tim ở trên đầu của chúng ta, giống như là con Sotheby búp ấy, cái biểu tượng hình trái tim, thì cái này đó là hồi HP theo 10% giới hạn HP của mọi người, khá là ngon nhá. Cái này heal hơi bị kinh luôn ấy. Rồi cái cuối cùng là cái Ricochet này thì nó là phản đam dựa vào ATK, đó là 30%. Cái này thì phản này nói chung khá là đồ đây mà, không không so sánh được với lại cái phản đam của Voyager hay là những cái loại phản đam khác đâu, nhưng mà có thể nói cái này là cái búp phèn nhất, nhưng mà ok có thì vẫn hơn là không có, nhưng mà nó cũng nằm trong gacha mà. Nói chung là nó sẽ cho chúng ta 6 loại búp và debuff cho địch 6 loại debuff, thì nó random hết là mọi người, có thể là nó trùng con nhân vật nào đã nhận cái búp nào rồi thì một hồi nữa khi mà nó búp thêm một phát nữa, nếu như mà cái đó còn hiệu lực ấy, thì nó sẽ không có búp chồng lên cái cũ đâu, mà nó sẽ búp cái mới. Debuff cũng vậy, cái nào mà có debuff trên đầu quái rồi ấy, thì nó sẽ không debuff nữa, nó sẽ debuff cái mới, và tối đa thì chúng ta cũng sẽ có thể debuff luôn là 6 loại. Bây giờ chúng ta đến với lại cái bộ kỹ năng đầu tiên, đó là kỹ năng nộ. Thì tại sao lại nói là anh Sáu là phải có 6 Eureka, tại vì ở đây anh em có thể thấy kỹ năng nộ là kỹ năng đơn mục tiêu này, gây ra 700% mental dam, một trong những cái kỹ năng nộ mà tôi nói là dam to nhất từ trước tới giờ ở là B0 nhé, chưa có B nhé, chơi thì đã là 700% mental dam rồi, khá là to. Và nếu như mà chúng ta có 6 Eureka hoặc là nhiều hơn đấy, tại sao là số 6 là ở chỗ này, tại vì nếu như mà ở cái I1 nó không cộng mà cho lên 6 ấy, thì để bao giờ kích được cái này khi ở B0 hết. Rồi nếu mà từ 6 trở lên chúng ta sẽ sử dụng hết 6 Eureka đó và để tăng thêm 75% mental dam cho mỗi một cái loại debuff
nó sẽ gồm có là start down này, negative và control. Ba loại debuff đó có ở trên người của quái thì nó sẽ cộng thêm mỗi một cái debuff là 75% mental damage nữa, và tối đa là 4, có nghĩa là anh em sẽ lấy 75 nhân 4 lên là anh em được 300 đấy. Và anh em cộng vô đây 700 nữa là coi như anh em được 1000%. Nếu như mà mọi người có 6 Eureka trên người anh 6 và ở trên con boss mà mình đánh vô ấy, nó có từ 4 cái debuff trở lên là coi như anti một phát là 1000% sát thương. Em rất to anh em nhé. Cái thẻ số 2 là cái thẻ debuff, cái này kỷ lực, cái tên nó là kỷ lực anh em ạ. Rồi. Cái thẻ này thì đam nó khá là yếu thôi, nó có 120% mental đam cho hai mục tiêu và nó sẽ chọn ngẫu nhiên hai cái debuff ở dưới này và gắn vô cho hai cái mục tiêu mà nó đánh trúng. Và nếu như mà chúng ta sẽ có cái điều kiện ở phía dưới này, nếu như mà tụi mình có từ 4 hoặc là nhỏ hơn, có nghĩa là 4 thì vẫn tính nha, thì khi mà xài cái kỹ năng này chúng ta sẽ được cộng 1 Eureka, đó là thẻ 1 sao. Thẻ 2 sao thì cộng 2, thẻ 3 sao thì cộng 3. Cái duy nhất thay đổi trong cái thẻ này đó chính là cái số Eureka nó cộng. Thì nếu như mà mọi người chơi mà con 6 này ở B0 thì anh em lưu ý, để mong B0 lưu ý cái vụ này nha, kỹ nha, dễ gãy lắm, tại vì rất là khó khi mà anh em setup anti á. Rồi, có một cái ví dụ cho cái trường hợp mà anh em setup anti mà anh em hay bị gãy nhất là cái trường hợp nó như thế này. Ví dụ hiện tại là bơ đang có 4 Moxie và đang có 4 Eureka. Ra sao? Bơ chắc chắn là bơ sẽ có anti rồi đúng không? Bơ chỉ việc debuff thêm một cái nữa là bơ sẽ có 5 Moxie và 5 Eureka. Nhưng mà còn một Eureka còn lại rồi sao kiếm? Thì lúc này anh em sẽ ngó đồng vòng coi là đồng đội của mình nó có đủ điều kiện để kích hoạt cái emote hay chưa. Ví dụ như ở đây, ông sáu có 2 buff, không đủ điều kiện này. Ăn ly thì nó luôn luôn có 3 cái rồi. Ở đây là có thêm 2 cái của anh Sáu và 1 cái của bản thân nó là coi như là 3 búp chưa đủ điều kiện. VSG, 2 búp chưa đủ điều kiện thì ngay khi mà kết thúc cái round này ấy, là mình không có được Eureka nào cộng thêm từ cái E1 hết. Cho nên nếu như lúc này mọi người xài cái thẻ này thì mọi người sẽ được cộng 1, đó là 5. Mà kết thúc round hết búp trên người không có được cộng gì cả thì anh em sẽ không đủ 6 để mà anh em anti. Rồi, trường hợp này thì anh em sẽ có 2 cách giải quyết. Thứ nhất là anh em búp thêm. Rồi, nếu như mà anh em muốn búp thêm ấy thì làm ơn là anh em búp xong rồi anh em hãy đi búp nhé, tại vì hiện tại mình đang có 4 này. Mình chơi cái này phát là nó lên 5, sau đó mình búp đủ điều kiện của cái thẻ búp. À, đủ điều kiện của cái thẻ búp nó xóa mẹ hết 5 Eureka là ra sao cứ còn gì đâu anh ti. Đấy, cho nên muốn búp ấy thì búp ngay khi mà anh em còn 4 Eureka. Sau đó thì đi búp để lấy cái Eureka thứ 5. Cách giải quyết thứ hai đó là chúng ta không sử dụng búp mà là chúng ta tìm cách chúng ta ghép cái thẻ này cho nó lên 2 sao. Đó, anh em có thể dùng tuning hoặc là hai thẻ ghép lại với nhau. Thì với cái cách này á, khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta sẽ được cộng luôn 2 Eureka là giải quyết được cái vấn đề của chúng ta. Ví dụ như giả sử trong cái trường hợp này mọi người không có cách nào để mọi người lấy được đúng không? Là mọi người sẽ phải rơi vô một cái lỗi nữa, ví dụ như trường hợp này đi. Đây, anh em đánh một thẻ ra sao là cộng 1 là 5 này. Rồi, không đủ điều kiện kích hoạt E1 này. Nó sẽ không có cộng thêm cái Eureka thứ 6 này, thấy chưa? Ngay khúc này, mấy ông anti là cút. Thêm một cái lưu ý nữa là ngay cái khúc mà trước khi anh em anti ấy, thì anh em hay kiểu là ok búp một cái anti chó mạnh là cút luôn. À, đang có 5 hay đang có 6 búp một cái rồi mới anti là coi như chim cút. Thêm một trường hợp nữa là anh em sẽ hay suy nghĩ rằng à, hiện tại tôi có 5 rồi thì tôi quăng cái thẻ thì búp trước, sau đó thì tôi anti vẫn cút. Tại vì cái điều kiện kích hoạt cái thẻ này là cái gì? Từ 4 Eureka trở xuống thì nó mới được cộng 1 Eureka. Giả sử anh em quăng lên xong rồi anh em anti vẫn cút. À, nói chung là cái này anh em phải để ý. Một khi mà anh em đã anti rồi á, thì là cái ngưỡng Eureka của anh em nó phải đủ điều kiện cái anti luôn. Và anh em phải biết được là cái thẻ này cộng Eureka khi nào và khi nào thì không cộng. Ví dụ đây tôi có 5 nhá, tôi búp một phát này rồi tôi anti này, thì anh em để ý này, nó vẫn sẽ là 5 thôi. Này, đi búp này vẫn còn 5 này, không lên gì cả này. Nhưng mà đây là tôi có B1, tôi anti một phát tôi trừ có 5 thôi. Cái ông B0 là coi như khúc này anti phát là cút, 5 Eureka còn nguyên, đam thì chả tăng gì. Rồi, cuối cùng là cái thẻ búp. Cái thẻ búp của anh Sáu thì nó có 3 cái công dụng chính. Công dụng thứ nhất đó chính là xóa đi cái hiệu ứng xấu, bao gồm là start down, negative status và control cho một cái đồng minh phe mình. Và nó xóa 2 cái thì nó random, ví dụ như là anh em có 3 thì sẽ xóa random 2 cái. Đối với thẻ 1 sao, đối với thẻ 2 sao á thì y chang như vậy, nhưng mà nó sẽ xóa 4 debuff. Đối với thẻ 3 sao thì vẫn y vậy thôi và sẽ xóa 6 cái debuff. Và nó sẽ cho anh em một cái trạng thái ở phía dưới này. Cái trạng thái này á, là tăng sao cho cái thẻ của cái nhân vật được buff. Ngẫu nhiên một thẻ cộng 1 sao. Nhưng mà nếu như anh em đủ cái điều kiện là có từ 5 Eureka trở lên
thì nó sẽ xóa hết năm Eureka và kích hoạt cái vế tăng sao. Cái vế tăng sao này thường mọi người sẽ không có quan tâm, tại vì mình để cái Eureka mình anti cho mạnh, chứ dùng Eureka để tăng sao chi. Đó là hai cái công dụng. Rồi, công dụng cuối cùng đó chính là lấy ra hai cái búp ở trong cái bộ 6 búp này. Búp cho cái người được chọn, nên nhớ là búp cho người được chọn nha, chứ không phải búp cho cả team, với cái thời gian là 2 round. Tiếp theo chúng ta qua tới cái bộ Portray. Thì hồi nãy chúng ta sẽ lũng cao lũng củng với cái vụ là làm sao để mà đạt được 6 cái Eureka để mình anti cho nó mạnh, nó phát huy được tối đa sức mạnh của cái anti, đủ hết điều kiện của cái anti các kiểu gì. Thì anh em thấy là trong thực chiến anh em sẽ kiếm cái vụ mà 6 Moxie đó vừa khớp với lại cái quá trình mà anh em có cái anti đó, nó khá là khó. Nó cần anh em có kinh nghiệm chơi khá là nhiều để anh em có thể setup được làm sao cho nó đẹp, và để anh em có thể setup được nhanh. Thì để giải quyết được cái vấn đề này á một cách dễ dàng hơn, nó easy hơn, thì anh em có thể lấy B1. B1 thì cái điều kiện khi mà chúng ta sử dụng cái anti ấy, ở đây anh em thấy là điều kiện để sử dụng anti là nó sẽ có từ 6 trở lên này, đúng không? Đó. Thì ở đây điều kiện của nó đã giảm xuống rồi, chỉ cần 5 thôi. À, 5 thôi là chúng ta sẽ xóa luôn 5 cái Eureka và tăng đam. Và nó còn tăng thêm đam nữa cơ. Ví dụ như ở đây á, mỗi một cái debuff mà ở trên boss có đấy thì sẽ tăng 75% mental dam. Khi mà có B1 thì mỗi một cái debuff sẽ tăng 100% mental dam. Ở đây tối đa chỉ được 4 lần thôi. Khi có B1 tối đa sẽ lên được tới 5 lần. Cho nên là anh em nào được thì anh em cố gắng lên B1 cho dễ chơi thôi, chứ không có gì để chơi ấy. Cái B1 này á, khi mà anh em lên rồi á, thì anh em sẽ có 500% cho maximum nhé. Có 5 Moxie và có 5 debuff là anh em sẽ có 500% cộng vô đây là 1200% cho cái anti mây. Đối với lại cái B2 thì nó sẽ giúp cho chúng ta hồi Eureka nhanh hơn dựa vào cái E1. Nếu mà chúng ta đáp ứng được cái điều kiện nhé, nếu mà không đáp ứng được điều kiện thì không có hồi anh em nhé. Thì thay vì lúc nãy thì chúng ta được cộng 1 Eureka, nếu như có B2 mà đủ điều kiện của E1 thì cứ mỗi một lần mà kết thúc hiệp cộng 2 Eureka, và cái sát thương này tăng lên 24% so với lại là 16% ở ban đầu. B3 thì tụi mình sẽ có tăng thêm cái giải hiệu ứng này. Nếu bạn em thấy đây là 2 này, 4 này, 6 này, thì nó sẽ tăng lên là 3, 5, 7. Rồi, có gì khác hết. B4 tăng thêm sát thương cho mỗi một cái debuff trên người kẻ địch đang có. Chúng ta hồi nãy là chúng ta có cái gì? 100 này, đây là cái B1. Còn nếu như mà anh em nào đang B0 ấy, thì nó là 75. Giờ nó tăng lên 125. Rồi, tiếp theo ấy là cái B5. Thì nó giảm cái điều kiện sử dụng Eureka xuống. Lúc này nó chỉ cần dùng 4 thôi. Và tăng thêm cái giới hạn debuff từ 5 lên 6. Lúc này là anh em lấy 6 nhân cho 125. Rồi cộng thêm 700. Đam rất là to nhé. Rồi, nói chung là đây là một cái bộ B mà ngoài cái B3 là phế ra thì còn lại là đều tăng sức mạnh, cải thiện lối chơi, tối ưu hóa làm cho dễ chơi hơn rất là nhiều. Rồi, đến với lại Resonance thì anh em có thể xem mẫu này. Đây là cái mẫu Resonance mà bơ sử dụng để bơ chơi với lại cái team mà nó có Tooth Fairy á. Cái team có Tooth Fairy thì anh em sẽ lấy một tí xíu crit. Tại vì mình biết là mình có Tooth Fairy hỗ trợ cho mình đâu đó 40% crit rồi, cộng với lại ba máy ở đây nữa, mình tự tin là mình có khả năng crit rồi thì mình chơi crit. Thì dĩ nhiên rồi, chơi crit thì ATK sẽ rất là bé. Rồi, mẫu resonance số 2 là anh em chơi không có Tooth Fairy là không có tự tin crit đâu, chơi cái kia hộp crit cũng vậy à. Thì mình lấy một cái mẫu resonance và nó thiên về ATK rất là nhiều và không có nhiều crit. Thì đây là mẫu resonance thiên về ATK, anh em có thể sử dụng để mà anh em chơi khi mà anh em không có Tooth Fairy thì đánh không crit, đánh đều đều. Rồi, chúng ta nói về cái vai trò của anh Sáu một tí xíu ở trong team ấy. Thì ổng sẽ có vai trò là búp này, đi búp này và hỗ trợ gây sát thương. Nếu như mà anh em có một con DPS quá mạnh như là con Melania mà có B cao rồi, anh em đầu tư chuẩn chỉ rồi resonance có kiểu mạnh, nói chung là mạnh hơn ảnh, thì ảnh sẽ đứng ở phía sau làm vai trò hỗ trợ debuff. Mà nếu như trong cái trường hợp mà anh em nuôi một con Melania mà yếu quá thì dẹp mẹ con Mela luôn cho anh này lên đam. Đó là anh em chơi team 3. Còn nếu như mọi người chơi cái team 4 ấy, thì anh em phải lưu ý là kẹp 2 DPS thì anh em chỉ kẹp cho tôi là anh 6 với lại một con DPS nữa thôi. Chứ anh em đừng kẹp 3 đứa như thế này rồi AB đứa nào xài. Con nào cũng ngốn AB hết thì ở cái vị trí số 3 ấy,
thì chắc chắn là healer là không nói nha. Thuốc fairy, medicine, Sotheby muốn heal con gì đó heal, em muốn heal gì đó heal khỏe lắm. Nói chung là có anh Sáu là team rất là trâu, rất là khó chết rồi. Cái vị trí healer rất là nhẹ nhàng rồi. Cái vị trí chơi team 4, vị trí số 4, anh em nên kẹp một cái con nào đó mà nó mang tính chất diễn viên tí xíu. Ví dụ như là anh em có thể kẹp với lại vô giấc G này, anh em có thể kẹp với lại Bitco này, hoặc là anh em có thể kẹp với lại Anly để mà lấy cái tự động lên sau cái thẻ đấy. Sau đó thì mình reset thẻ đó cho đứa khác dùng, Anly đứng chơi cũng được, hoặc là hỗ trợ anh Sáu búp búp thêm tí xíu. Tại vì búp của Sáu và búp của Anly không có bị trùng nhau nha anh em nhé. Búp của Sáu có 6 cái búp là 6 cái búp khác biệt hoàn toàn so với lại tất cả những cái loại búp có từ trước tới nay ở trong game. Và nó khác hoàn toàn so với búp của Anly, cho nên là hoàn toàn mọi người có thể chơi cái vị trí diễn viên ấy. Là Anly lâu lâu nhảy ra búp một cái, hay là lâu lâu hỗ trợ đổi thẻ để mà lấy cái thẻ 3 sao đó cho con nhân vật khác chúng ta xài. Cái team á, nó sẽ rơi vào cái vị trí là chủ lực sử dụng AB nhiều nhất sẽ là con DPS chính của mọi người. Và anh Sáu sẽ hỗ trợ đam cho con DPS đó thông qua debuff, thông qua anti rồi. Rất là ok, nếu như mà anh em có anh Sáu từ B2 trở lên thì đam rất là to. Cuối cùng á là về phần vũ khí. Vũ khí của ổng thì đang được bán ở trong cái shop vũ khí với giá là 210. Nếu không có điều kiện để mà mua cái vũ khí mới á, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái vũ khí của Melania. Nếu như mà anh em có úp sẵn cái vũ khí này rồi, và nếu như là anh em không có đi chung cái team với lại Melania, trong một số trường hợp anh em cũng có thể sử dụng cái Thunder cũng được. Anh em có sẵn cái Thunder, anh em dùng Thunder chơi Creed vẫn ok. Rồi, vé cuối cùng đó chính là Brave New World. Thì anh em nào có úp lên thì cũng dùng được luôn. Nhưng mà ưu tiên hàng đầu thì vẫn là vũ khí trấn ba lần Bly, và option số 2 là vũ khí của Melania. Rồi, vô gameplay. Ở đây bơ ví dụ là chúng ta đang đánh con Rybot và chúng ta đang chuẩn bị setup cho một cái anti-may. Thì ở đây là bơ sẽ chọn trường hợp là anti cặp đi, có nghĩa là 2-2 nhá. Thì trong trường hợp này anh em có thể thấy là con boss đang có trên người 3 cái debuff. Thường ấy, mấy ông sẽ bị ví dụ là ok, mình đã đủ điều kiện hết rồi thì mình cần 5 debuff. Ví dụ ở đây là bơ có B1, bơ cần 5 debuff đi. Thì anh em sẽ có xu hướng là debuff thêm 2 cái nữa là mình anti, đúng không? Cái này là sai nha, anh em đừng làm vậy, phí cái thẻ này lắm. Anh em sẽ quyết định thứ nhất, nếu như mà anh em muốn anh Sáu là con đam chính đi, thì anh em sẽ anti ảnh ở phía sau để mà ăn được cái búp môi trường của cái Rybot này. Và nếu như mà anh em muốn con Melania là đam chính ấy, thì anh em sẽ anti ở anh Sáu phía trước. Và khi mà anti ấy, thì cái anti nó sẽ gắn thêm 2 cái debuff nữa, cộng với lại những cái debuff đang có sẵn ở đây là mình đã đủ điều kiện rồi. Mình không nhất thiết là phải bồi thêm một cái thẻ nữa để mà đủ 5 debuff trước khi mình anti đâu nha. Trước khi anti nó sẽ cho anh em 2 cái debuff nữa, khác với lại những cái debuff đang có trên người con boss. Trong trường hợp này bơ sẽ ví dụ là bơ anti của anh Sáu là anti lấy đam đi nhá. Lúc này tôi sẽ cho cái con Mela làm đời. Rồi. Ví dụ vậy đi. Thì anh em để ý nè. Rồi bây giờ Mela nó anti để mà lấy được cái môi trường cho tăng đam cho cái anti ở phía sau ấy, anti của ông Sáu. Thường thì anh em setup một lần 3 anti hoặc là một lần 2 anti là được rồi. Anh em không cần setup 4 anti một lượt đâu. Lúc đó thì mình sẽ bị mất debuff cái kiểu rồi. Nó sẽ có thêm 2 cái debuff, thấy chưa? Mới vừa gắn rất là nhanh thôi nhưng mà nó sẽ có. Lúc này là đủ hết tất cả điều kiện cho ổng rồi nè. Đấy, cái anti đam rất to, chỉ với cái setup là 2 anti thôi. Lúc này anh em nhìn trên người boss này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 debuff. Nó vừa gắn thêm 2 cái, có 2 round ấy. Còn mấy cái kia mình gắn từ trước có 1 round thôi. Thì đấy anh em thấy là cái anti, nếu như mà được setup một cách chuẩn chỉ kỹ càng thì với cái con boss mùa này thì anti của anh Sáu do một cái lượng đam khá là khủng. Một cái lưu ý nữa mà mấy anh em newbie mới chơi con này hay bị vướng, đó chính là anh em sẽ búp cái thẻ này. Anh em sẽ suy nghĩ là ok, round tiếp theo ấy là tôi có anti rồi đúng không? Vậy thì round này tôi búp một cái để mà tăng đam cho đồng đội hay là tăng đam cho chính bản thân tôi, vân vân và bay bay. Đừng anh em nhé. Tại vì ngay lúc này anh em búp cái thẻ lên là nó sẽ lấy mẹ 5 cái Eureka của anh em. Nó cường hóa cho cái thẻ búp này là coi như ra sao là mình mất trắng. Có nghĩa là mình búp cái gì đó thì mình búp trước khi mà mình có đủ 5 Eureka. Mình búp ở 4, ở 3, ở 2. Mình sử dụng cái debuff ở 1, 2, 3, 4. Đấy, nói chung là không được búp khi mà đã có 5 Eureka nhá. Búp một phát là coi như mất trắng rồi em nhá. Tổng kết lại thì 6 là một nhân vật khá là ok. So với nhận xét của bơ thì rất là ok, rất là đáng roll anh em nhé. Tại vì có thể gánh vác cho anh em các khoản debuff, có thể tăng phòng thủ cho mọi người thủ rất là tốt. Đặc biệt là team nào càng mạnh, anh em có con 6 anh em bỏ vào, anh em sẽ càng mất rất là ít AB để anh em heal. Nó hỗ trợ cho anh em hồi máu nữa cơ. Đấy, tốn rất là ít AB cho cái việc là healer. Nói chung là rất là ngon. Hoàn toàn thay thế được column carry. Các bạn từ xưa tới giờ anh em thường sử dụng con carry là column để mà hỗ trợ cho anh em đam đơn mục tiêu
cho những cái con DPS nào và cái thế mạnh của nó là đa mục tiêu ấy. Thì anh em hay dùng con Column để hỗ trợ khoảng 5 đơn mục tiêu. Bây giờ anh em thay Column bằng anh Sáu vô, bảo đảm cho anh em chơi sướng hơn rất là nhiều nhé. Với một cái nhân vật mà có khả năng rơi vào banner lệch ở phiên bản 1.7, hiện tại 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 rồi, 1.7 là có khả năng lệch rồi, thì anh em có thể cân nhắc lấy cho mình một con B0 thôi. Còn anh em là có đam mê và có khả năng đầu tư thì anh em đầu tư B2. Đối với những người anh em nào mà có kinh phí vừa phải thì anh em đầu tư B2 là chơi rất là ngon rồi. B3 thì hơi phế. Đã lên B3 rồi thì lên B4, B5 luôn, chứ anh em đừng có lên B3 rồi dừng ở đấy, nó khá là đùi. Tại vì cái B3 đã tôi nói rồi, một trong những cái B mà phế nhất từ đó tới giờ chúng ta nhìn thấy luôn. Đó là tổng kết lại, một nhân vật hỗ trợ đam, hỗ trợ phòng thủ, hỗ trợ cả heal, hỗ trợ luôn về sát thương, thậm chí là DPS anh em yếu quá dẹp mẹ DPS luôn, chỏng gà ổng đam luôn, không có gì để chơi trong thời điểm hiện tại cả. Và gần như là một diễn viên hoàn hảo, đứng không không làm gì hết cũng có thể búp được cho đồng đội, cũng có thể heal được cho đồng đội, chỉ việc đứng chơi thôi. Rất là ok anh em nhé, nên ro nhé.